tập 5. Bà ơi, bà đi đâu thế? Bà vào bếp gội đầu. Cái bà lại vào bếp gội đầu. Bình năng lượng mặt trời hôm qua bà quên thêm nước. Bà sợ cháu tắm không đủ. Thì bà cứ gội đi. Cháu tắm nước lạnh cũng được mà. Thế không được, cẩn thận bị lạnh. Bà chỉ gội cái đầu thôi mà. Được rồi, được rồi. Thế cháu gội đầu cho bà. Cháu uống rượu à? Vâng ạ. Uống một ít cho bác Thuận vui. Đi thôi. Từ từ thôi bà. Bà cúi xuống đi. Được rồi, từ từ thôi. Cẩn thận. Được đó. Không sao. Đổ đây này. Tốt, tốt. Được chưa bà? Nước ấm vừa chưa? Được, được. Ấm thế vừa rồi. Không sao, không sao. Tuyệt đối không thành vấn đề. Được. Dân. Dân. Làm ướt rồi nhé. Ướt rồi, tốt. Cẩn thận. Được mà. Được. Không sao. Đỗ Tử đây này. Dân. Bà ngoại ơi, nước tắm không ấm tí nào. Hôm nay không có nắng mấy, cho nên nước để đó không nóng. Lau khô tóc rồi đi ngủ đi. Con biết rồi. Tóc em còn chưa khô đâu. Em làm ướt gối thế thì chị ngủ kiểu gì? Chị, cho chị xem cái này. Cái gì? Em nhặt đâu được con bọ đấy? Đây là độc giác đại tiên. Trong Tôn Ngộ Không có độc giác đại dương, là nó biến thành đấy. Đấy là Tây Du Ký. Hơn nữa người ta cũng không có độc giác đại dương, chỉ có kim giác đại dương với ngân giác đại dương thôi. Không hiểu con giả giờ hiểu, mau dứt đi. Không, em phải nuôi nó. Em có dứt không? Đưa đây. Bà ơi, cô cháu giới. Đưa đây. Đưa đây. Hai đứa lại làm sao đấy? Bà ơi, bà xem nó kìa. Nó mang con bọ lên giường. Không phải bọ. Đây là độc giác đại tiên cho bắt được. Em mà ôm con bọ thì đừng ngủ với chị nữa. Đưa đây. Không đưa. Đưa đây. Bà ơi. Được rồi. Hai đứa đừng đánh nhau nữa. Bà ơi. Đưa đây. Bà ơi, bà ơi. Được rồi, đánh đi, đánh đi. Đánh đi, đánh đi. Bà không bảo được hai đứa. Cứ đánh nhau đi. Đánh đi, đánh đi. Bà ơi, bà ơi. Sao lại mở mắt ra thế? Mau ngủ đi. Bà ơi, cháu không muốn về nhà nữa. Cháu có thể không đi không? Nghỉ hè cháu phải về học múa chứ. Cháu không muốn học múa. Thế cháu muốn học vẽ giống chị à? Cháu cũng không muốn học vẽ. Thế cháu muốn học gì? Cháu muốn nuôi gà con giống bà. Thế sau này cháu lớn lên muốn làm gì? Vẫn nuôi gà con giống bà. Sau này lớn lên, cháu muốn mở hàng tạp hóa. Mở hàng tạp hóa hả? Cháu sẽ nhập thật nhiều kem và mì ăn liền. Ngày nào cháu cũng ăn kem và mì ăn liền. Cháu ăn hết đồ ở hàng tạp hóa rồi thì còn kiếm tiền kiểu gì hả? Kiếm được. Cháu mở siêu thị lớn, kiếm tiền mua gà nướng cho bà. Được. Bà đợi cháu. Mở siêu thị lớn, kiếm nhiều tiền, mua gà nướng cho bà. Mau ngủ đi, ngoan. Thoải mái quá.
Đại Mạch. Sao thế? Tôi muốn mượn điện thoại chút. Đây, không có mật khẩu đâu. Cảm ơn nhé. Đêm hôm ai gọi thế? Đúng vậy. Alo, ai thế? Alo, mẹ. Đậu à, con nói đi, sao thế? Nửa đêm nửa hôm, sao thế? Có chuyện gì à? Hồng đậu đậu của ông bà, nửa đêm hôm qua gọi cho con, làm con hết hồn. Con tưởng là chuyện gì, cuối cùng lại là bảo con đến thăm ông bà, nhắn mua gà nướng cúng cho ông bà. Có phải bà ngoại báo mộng cho nó không? Hai chị em mình ở gần nhau thế, lại còn báo mộng cho nó nữa. Ông bà với cháu thì thân hơn. Cũng phải ha. Dạo này Hồng Mễ đang bận gì thế? Thì lo cho Linh Đan thôi. Linh Đan lại bắt đầu học cờ dây rồi. Không phải Linh Đan học piano à? Thì học piano xong học cờ dây. Khả Hân nhà chị đang mang thai, đã bắt đầu dạy con từ trong bụng mẹ rồi. Ngày nào cũng đọc thơ cho bụng mình nghe. Mẹ chồng nó còn mua cho nó một ít giáo trình tiếng Anh. Em bảo ai mà hiểu được. Chị bảo con người ta cứ hết đời này tới đời khác, thời gian trôi nhanh nhỉ. Chứ sao nữa, chớp mắt chị đã sắp thành bà ngoại rồi. Đúng thế. Cô dậy rồi à? Cô biết làm cây treo mèo à? Tôi học trên mạng đó. Học xong thực hành luôn. Có hơi xấu. Cảm ơn nhé. Đây đây, ra khỏi cửa ngay bây giờ đây. Hồng đậu. Đại Mạch, Đại Mạch, cô đến một tháng rồi, chúng ta mới gặp có hai lần, đúng không? Hai người rảnh đúng không? Đi chơi với tôi đi, đi làm bánh hoa tươi. Là cái bánh có hoa hồng ở trong đấy à? Đúng thế, có cả nhũ phiến nữa. Các cô chưa nghe nói bao giờ chứ? Đi đi đi, đi thôi đi, hai người đi đi, chắc không đi đâu. Cô xem một cô gái trẻ như cô, đến đây rồi, ngày nào cũng trốn trong phòng, chẳng ra ngoài gặp ai cả. Cô xem sắc mặt cô kìa, cứ nhợt hết cả ra. Cô phải ra ngoài đi dạo chơi. Đi thôi đi thôi đi, chứ không đi đâu. Cứ chẳng biết làm gì cả. Đi thôi đi thôi, đơn giản lắm, học cái là biết. Giai tuệ để tao nhé. Ngoan ngoan, cháu thực sự chẳng biết làm gì cả. Học cái biết liền, đơn giản lắm. Đi đi. Có bánh hoa tươi, có cả bánh nhũ phiến nữa. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Giai Tuệ,
tao hiểu mày lắm luôn. Mày cũng thích yên tĩnh đúng không? Chúng ta là người chung đường. Mẹ con đáng yêu như thế, buộc cái này lên cổ chi? Khó chịu đúng không? Tao tháo ra cho mày. Mày nằm đi. Tao biểu diễn bát đoạt cảnh cho mày. Bảo Bình, chúng tôi đến rồi đây. Còn dẫn trợ thủ đến cho cô đây. Khách ở nhà tôi đấy. Đây là mẹ của Hiểu Xuân, thím Bảo Bình. Chào thím ạ. Hồng đậu đại mạch. Tôi biết hai cô. À dạ, có nói với tôi rồi. Tôi đi pha ít trà cho các cô nhé. Không cần, không cần đâu. Chúng cháu không khác. Thím đang làm gì thế ạ? À? Tôi đang làm nhũ phiến. Nhũ phiến là nhũ phiến chiên bán ngoài đường đấy ạ. À? Đúng đúng đúng. Nào, cho các cô nếm thử. Cảm ơn, cảm ơn. Vị phô mai. Ngày xưa nhà nghèo nên làm cái này mang bán. Giờ không làm mấy nữa rồi. Hồi đó lúc làm nhiều còn treo khắp giường. Thím Bảo Bình giỏi quá. Có gì mà giỏi, kiếm ăn thôi mà. Xong rồi, làm việc thôi. Có cần giúp không ạ? À? Rửa tay đi đã. Gạch trong bếp nhé. Dùng hoa hồng tươi à? Đúng thế. Nào, ngửi xem có thơm không? Làm bánh hoa tươi có hai cách làm nhân. Cách thứ nhất là phải làm mứt hoa hồng trước một tuần, gói trong bánh. Một loại là làm luôn. Trong này có mỡ heo, bột quy linh cao và đường trắng trộn vào với nhau. Giờ tôi sẽ trộn lên, nhào nó. Làm bánh hoa tươi và nhũ phiến là đến dịp lễ gì ạ? À? Không có. Con trai thím Bảo Bình Hạ Hạ sắp đi Thượng Hải chơi với bạn. Bảo Bình muốn làm ít đồ ăn quê hương để con trai mang đến Thượng Hải cho các bạn nếm thử. Nhà chúng tôi Đại Dương Tiểu Khuê lâu lắm rồi chưa về, cho nên tôi muốn làm nhiều một chút gửi cho chúng. Những cái này ra ngoài mua cũng có, nhưng tự làm thì luôn có hương vị quê hương, đúng không? Phải trộn đều, sau đó mới gói bánh được. Nếu tôi muốn đi thuyền ở sông Hoàng Phố thì phải đi sớm nhỉ? Ở đó có đồ ăn ngon không? Đắt không? Tôi không biết. Chị chưa đi bao giờ à? Đi rồi, hồi nhỏ từng đi, quên mất rồi. Chị có phải người Thượng Hải không thế? Cần xem chứng minh thư không? Cảm ơn, không cần đâu. Không cần khách khí. Tôi bảo đừng khách khí. Chị ăn bánh quế này bao giờ chưa? Không biết, chưa ăn bao giờ. Sao chị chẳng biết gì cả thế? Bạn bè ở Thượng Hải của tôi, cái gì ngon, cái gì vui đều biết cả. Thế thì cậu hỏi người ta đi, hỏi tôi chi? Giờ người ta đang làm việc, làm phiền thì ngại lắm. Thế cậu không ngại làm phiền tôi à? Nana, chị có chơi cổ phiếu không? Tôi không chơi. Tôi đầu tư vào quỹ. Có lãi không?
lúc lỗ lúc lãi. Dạo này tình hình tốt, tổng thể mà nói thì lãi. Cậu định chơi cổ phiếu à? Chị thấy tôi làm được không? Không được. Quá nguy hiểm. Kiểu người chẳng biết gì như cậu dây vào đó là thành con gà cho người ta giặt lông. Tạ Hiểu Hạ. Chị, em lại ở đó lười biếng à? Giờ là lúc nào rồi? Em sắp đi đến nơi rồi mà không biết làm thêm chút việc à? Ờ gì mà ờ. Chị nói cho em biết, nếu có lần sau chị sẽ đạp em đấy. Giờ tâm hồn cậu ấy đã bay mất rồi. Chị nói cũng vô dụng thôi. Ông em này của chị bao giờ mới trưởng thành được đây? Trước em xem một bộ phim, nam chính bảo con người đều trưởng thành trong một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc? Khoảnh khắc nào? Không ai biết cả. Đấy là một khoảnh khắc chỉ có bản thân mình biết được. Nói như vậy đó. Thế chị thấy em chị chắc là phải tới ngày hạ thổ. Sau đó người ta đóng quan tài. Khoảnh khắc nắp quan tài vừa đóng, chắc chính là lúc nó trưởng thành. Chị nói thế mà được à? Xấu miệng ghê. Đúng là chị ruột. A Bằng, có thấy ai diễn đâu không? Trong chuồng ngựa ấy. Chăm cho tốt nha. Được, yên tâm. Chú Trạch Thanh, chú có thấy ai diễn đâu không? Nó bảo đau bụng, tôi cho nó về rồi. Sao thế? Có chuyện gì à? Không sao, chú cứ làm việc đi. Alo cô ạ. Cháu đây. Cháu đang ở trang trại ngựa. Ai diễn không có đây, chắc là về rồi. Thế là thế nào thế? Bố cháu còn bảo cho nó về quê lao động cải tạo chịu khổ tí là nó sẽ ngoan ngoãn về đi học. Sao bây giờ còn chơi tới phát khùng vậy? Cô chú thả hổ về rừng, cháu cũng chịu thôi. Cháu là anh, nó không nghe lời thì cháu cứ đánh nó. Cháu đánh nó. Cháu đánh nó bị thương, cô chú không sót à? Thế cháu đừng cản bà, để bà đánh nó. Chuyện chưa nghiêm trọng tới mức đó đâu. Nếu nó thực sự không muốn về thì cháu tìm cho nó một ngôi trường ở đại lý đã. Yên tâm, không sao đâu. Được, cháu cúp nhé. Đi. Được đó Hồng Đậu. Học nhanh đấy. Có nhỏ quá không? Được, được, được. Chỗ này còn phải để ý nhiệt độ. Được rồi, để tôi. Giờ cô bỏ sữa chua này vào đi. Còn phải cho đường vào nữa. Xác xác, dùng hai tay xác.
Tới rồi đây. Nào, cẩn thận nóng, đừng động vào cái khay nha. Mang đi. Bảo Bình, lò nướng của nhà cô không ổn, nhìn là biết hàng rẻ, công suất quá thấp. Cô xem này, còn chưa nướng giòn được, đúng không? Lần sau sang nhà tôi, dùng lò nướng to Tiểu Khê mua cho tôi đó. Công suất cao, lại còn nhiều chức năng nữa. Được rồi, chị bảo Tiểu Khê mua cho chị cái gì mà chẳng tốt thì chẳng thế. Có ngon không? Ngon. Ngon. Lò nướng mà tốt hơn thì còn ngon nữa. Hồng Đậu, mang cái này cho ai giao? Bà nói thích ăn cái này, dân không thành vấn đề. Thím Bảo Bình, mấy cái cháo làm xong có thể cho cháu không ạ? Không thành vấn đề. Đợi để nguội xong, tôi gói lại cho cô, mang về cho bố mẹ nếm thử. Cảm ơn Thím Bảo Bình. Thím Bảo Bình, bọn cháu vừa ăn vừa mang về cũng chẳng giúp được việc gì. Các cô đến là tôi vui rồi. Vậy bọn cháu đi trước nha. Được được được, tạm biệt. Cẩn thận bậc thang đó. Được được, tạm biệt Thím. Đi tắm, tắm cho thơm. Đi tắm, tắm cho thơm. Anh ơi, anh yêu quý ơi, tối nay chúng ta ăn gì? Ăn gì, ăn gì, ăn gì? Gà hầm. Gà hầm. Bà đâu? Sang nhà hàng xóm chơi rồi. Thơm quá. Anh, cơm đâu? Đang hầm nóng cơm hồi trưa đó. Em qua đây đi đã. Anh có chuyện cần nói với em. Lại nữa rồi. Nhìn em làm gì? Nói đi. Anh nhờ bạn ở cổ thành hỏi trường học cho em. Em không đi. Đánh chết em cũng không đi. Em không đi. Anh cũng khỏi hỏi, em học kém như thế, chuyển trường thì được tích sự gì? Đi học còn bị người ta cười nhạo. Thế em về công minh đi, ít nhất học nốt cấp 3 đi. Em không đi. Đánh chết em cũng không đi. Chuyện có gì đâu. Em cứ đùng đùng lên thế mới mất mặt đấy. Chắc chắn bọn họ đang cười cợt sau lưng em. Tại chi diễn này đã trở thành trò cười của cả trường rồi. Học sinh cấp 3 áp lực học tập nặng biết bao. Người ta làm gì có thời gian mà cười em. Em tưởng mình to tát lắm mà. Anh nói thì nhẹ nhàng lắm. Đời này thanh danh của Tại Chi Diễn em trên giang hồ đã tan tành hết rồi. Bảo em về công minh, ta thà chết. Lại còn ta thà chết, chẳng qua là đau bụng lên lớp, đi ra quần thôi mà. Tại Chi Giao, anh còn nhắc đến nữa, anh còn nhắc tới nữa là em đi chết ngay bây giờ. Thế thì học hết cấp 3 rồi chết sao? Tiếng Bảo Bình bảo tôi gửi anh bánh quà tươi. Tôi đi nha. Khoan đã, khoan đã. Chị không được đi, không được đi. Tại Chi Diễn em làm cái gì đấy? Buông ra đi. Em không buông, không buông. Tôi không đi. Cậu không sao chứ? Không bị thương chứ? Chị cười gì? Em đi ra quần, mọi người không được cười đúng không? Anh còn nhắc lại nữa. Anh nói chuyện tử tế với em nó đi, đừng ra tay. Chị ấy không được đi. Chị ấy ra ngoài nó linh tinh, bại hoại thanh danh của em thì sao? Em tưởng em là ai? Lại còn bại hoại thanh danh, em có thanh danh à? Sao em? Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không nói với ai hết. Tôi không tin chị. Được rồi, vậy cậu muốn thế nào thì nói đi, tôi nghe. Thì
làm gì? Cô ăn tối chưa? Chưa. Vừa hay ở lại đây ăn luôn. Vừa ở nhà thím qua được một nồi gà hầm. Tôi còn đang bảo không biết anh hầm món gì ngon thế. Tôi có lộc ăn quá. Cô ngồi đó đã nhé. Tôi lấy cơm. Được. Anh đi lấy cơm. Tôi không đi. Tôi ăn cơm. Hôm nay bà không có nhà. Ăn cơm thôi. Vẫn chưa nguội. Không đợi bà Tạ à? Bà ra ngoài dạo chơi rồi. Lát nữa tôi đi đón bà. Được. Cô bị thím Ma Quế kéo đi lao động rồi hả? Các thím ấy sợ tôi với Đại Mạch chán nên rủ chúng tôi đi chơi. Chơi vui không? Cũng vui lắm. Hôm nào bảo thím Bảo Bình đưa các cô đến nhà kho chơi. Nhà kho? Là chỗ nào vậy? Chỗ thím ấy làm việc. Nhà kho thương mại điện tử. Cô chơi trò đóng gói bao giờ chưa? Không chơi. Làm việc thì đừng gọi tôi. Được. Bao giờ ăn thì gọi. Ngon không? Thịt gà này hầm rất mềm, rất thơm. Lúc này nếu có một ly rượu anh đào mẹ tôi làm thì hoàn hảo luôn. Rượu anh đào. Đi đi. Ra chỗ cái tủ trong bếp mang rượu ra đây. Đi đi. Ngơ ra đó làm gì? Rót nửa ly là được rồi. Rượu này mặc dù ngọt nhưng nồng độ cao lắm đấy. Uống từ từ thôi nhé. Mùi anh đào nồng nhỉ. Loại anh đào dại này nếu ăn thì rất chua, chỉ hợp để làm rượu thôi. Chị nhất định phải giữ bí mật đấy. Chị hứa rồi đó. Yên tâm, tuyệt đối bảo mật. Xin lỗi nhé. Thằng nhóc quậy quá. Cô đừng so đo với nó. Không đâu. Thực ra tôi khá thông cảm cho cậu bé. Cô thông cảm cho nó à? Cô thông cảm cho tôi đây này. Tôi sắp bị nó hành hạ đến chết rồi. Thật đó. Trẻ con tầm 16-17 tuổi là lúc tự tôn cao nhất. Gặp chuyện xấu mặt như thế ở trên lớp. Nhỡ có nữ sinh cậu bé thích ở đó. Nói chung tôi khá là hiểu cho việc cậu bé không muốn đi học. Gặp tí khó khăn như thế đã không đi học nữa. Con đường sau này còn dài lắm. Nếu gặp chuyện khó khăn hơn thì phải làm sao? Bây giờ nói mấy cái đó sao cậu ấy hiểu được? Cô có chị em không? Có. Tôi có một bà chị hơn tôi 5 tuổi. Giờ con đã đi mẫu giáo rồi. Hơn 5 tuổi à? Thế thì đỡ hơn nhiều. Đỡ gì? Các cô cũng cãi nhau à? Chị em cãi nhau có liên quan gì tới tuổi tác à? Thế liên quan đến cái gì? Tính cách. Thế phải cãi nhau cả đời mất.
câu chuyện bậc thang đó. Về rồi đấy à? Này bà lại muốn linh tinh gì đấy? Đậu gửi đó. Cái gì thế? Chắc là đặc sản Nhân Nam. Tôi xem nào. Lúc trước có phải chưa mua bao giờ đâu. Chúng ta cũng có thích ăn đâu. Bà phải nói cho bọn trẻ biết, đừng để chúng lãng phí. Lại còn không thích ăn. Tôi thấy lúc ăn ông không thiếu miếng nào. Bà không ăn, tôi mà không ăn thì lãng phí quá. Ăn xong ông còn trái lương tâm nói với người ta là ngon. Thế là lại gửi. Còn nó mua thì phải mua rồi. Tiền cũng tiêu rồi. Bà lại bảo không ngon, bọn trẻ sẽ không vui. Bà biết thế gọi là gì không? Là không có EQ. Có ông EQ cao thôi. Cái gì không hay toàn bắt tôi nói. Ông chỉ muốn làm người tốt thôi. Mẹ, đây là bánh hoa tươi và mứt hoa hồng. Con đến nhà thím người bản địa tự làm đấy. Bố mẹ nếm thử xem. Đậu tự làm đấy. Trông được quá này. Khoan đã, tôi gọi điện hỏi con xem có cần làm nóng không đã. Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Điện thoại vẫn chưa sửa xong. Có phiền không cơ chứ? Alo, mẹ à. Mẹ, mẹ gọi con chút. Bánh quà tươi có phải cho vào lò vi sóng làm nóng lên mới ăn được không? Hứa Hồng Đậu gửi cho mẹ đúng không? Đúng thế, bố mẹ vừa nhận được. Mẹ, con nhắc nhở thiện ý nhé. Cái đó nhiều đường. Dạo trước bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe, thấy đường huyết cao đấy còn gì. Bố mẹ ăn ít thôi. Mẹ chia cho hàng xóm một ít đi. Bố mẹ biết rồi. Con mau nói cho mẹ biết có cần làm nóng không. Thế nào cũng được. Nó cũng gửi cho con. Đậu cũng đúng là mua lắm cái này thế làm gì. Ăn nhiều đường không tốt cho sức khỏe. Lần này không phải mua, là con bé làm. Của con, không có cái thiệp nhỏ à? Con xem của mẹ có viết này. Nó còn rảnh thế cơ à? Mẹ, con còn phải làm việc. Con cúp máy nhé, tạm biệt. Ngon, ngon lắm. Ngon thật. Tôi đi rót ít trà. Ông ăn ít thôi. Có hoa hồng, hoa hồng. Chào Hứa Tổng. Hứa Tổng. Hứa Tổng. Chỉ cần chỗ này thôi à? Vừa rồi họ lên lầu đi họp. Còn cầm một hộp đi ạ. Ngon không? Ngon lắm ạ. Em gái tôi tự làm đó. Bố Trần, mẹ Trần, bánh hoa tươi là con tự làm đấy. Nếu ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh. Bố mẹ chú ý sức khỏe nhé. Hôm nào con lại qua thăm hai người. Con bé này còn biết làm bánh hoa hồng à. Nếm thử xem nào. Trông ngon lắm. Ngon. Ngon lắm.
Cái thằng bé này làm giật cả mình. Con sang phòng mẹ làm gì thế? Con tìm cái quần bò. Cái con hay mặc ấy chắc là cho nhầm vào phòng chị con rồi. Mấy cái quần bò này toàn trông giống y như nhau, không phân biệt được. Đã nhuộm xong một lô, đưa đi đóng khung rồi. Cửa hàng trên mạng thì chắc tuần sau là đang bán được. Tốt quá rồi. Ai Giao, Ai Giao, Ai Giao, cậu qua đây giúp tôi chút. Tôi nói người nước ngoài không hiểu. Cậu giỏi tiếng Anh, cậu nói với cậu ấy đi, cậu nói giúp tôi đi. Được được, bà muốn nói gì với anh ấy? Cậu xem, cái này phải làm chặt như này cơ. Cậu ấy làm lỏng quá, lỏng quá đến lúc nhuộm không đẹp. Bà muốn tôi chuyển lời tới anh, giải phải làm chặt một chút. Nếu làm lỏng quá, đến lúc nhuộm ra không đẹp. Tôi hiểu được tiếng phổ thông, nhưng tôi không hiểu bà nói gì. Xin lỗi, bà nói tiếng địa phương. Được. Cháu nói gì với cậu ấy thế? Anh ấy bảo không hiểu bà nói gì. Bà cũng không cần nói với anh ấy đâu, bà dùng tay diễn tả là được. Cháu đừng đi, cháu đi chỗ khác. Bà sợ. Bà sợ gì? Sợ cậu ấy nói chuyện với bà. Cậu ấy không nói với bà nữa đâu. Cháu đừng đi, cháu ngồi đây đi. Bà ơi, cháu còn có việc, cháu còn phải sang phòng thêu nữa. Cháu đừng đi, đừng đi mà, cháu ngồi đây. Bà Triệu, bà còn chỉ huy ông chủ nữa à? Anh ấy là ông chủ à? Đúng thế, sếp của chúng tôi đấy. Đúng đó, cậu ấy còn có trang trại ngựa, có thể đi cưỡi ngựa nữa đó. Ở đâu thế ạ? Trên bà có tờ rơi quảng cáo, trên đó có bản đồ. Muốn đi chơi đâu thì xem nhé. Các chị, các thím ơi, tôi phải đi đây rồi. Hiểu Lam và Bồ Câu đi Tân Cương rồi. Có gì cứ gọi tôi. Cháu đừng đi mà. Bà ơi, cậu ấy bận mà. Em muốn đến trang trại ngựa, anh có đi không? Được. 4, 3, 5. Làm ăn kiểu gì đấy? Mạnh tay quá. Chúng tôi toàn dỡ hàng như thế mà. Không sao đâu, không sao. Nếu giày đạp hỏng mất, khách bắt đền chúng ta rồi ai đền? Cậu đền à? Chúng ta đóng gói trong kia, phải chú ý đấy. Nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Chỉ cần giày đạp mớp méo là mang ra cho họ kéo đi hết. Cậu nhẹ tay thôi đấy. Dần dần. Sở Sở, em để ý kỹ vào. Dần, giám đốc. Thím ơi, trái như này hình thức không đẹp, là nhất định phải nhặt ra. Nhất định đừng cho vào. Được. Vừa rồi ở bên ngoài con nói chuyện với đại bân tử kiểu gì thế? Con nói kiểu gì? Theo dài dế, con còn phải gọi người ta là chú đấy. Khách khí vào. Dài dế cái gì đâu? Cậu ấy chẳng qua là thằng nhóc hơn 20 tuổi thôi mà. Làm ăn như thế còn không cho con nói vài câu à? Con khách khí lắm rồi đấy. Người cùng thôn cả, mày đừng nói thế đi được không? Cùng thôn thì làm gì được? Chúng ta đang làm việc. Hiểu Xuân. Mẹ, ở đây mẹ phải gọi con là giám đốc. Bé mập, thím nghe. Gọi người ta là giám đốc. Đúng đúng đúng, tổng giám đốc. Được được được, giám đốc giám đốc. Chuyện của thằng bé A Diễn con nghe nói chưa? Thằng bé A Diễn làm sao? Sao thế? Hứa Hồng Đậu. Hứa Hồng Đậu. Hồng Đậu ra đây. Hứa Hồng Đậu. Hứa Hồng Đậu. Hứa Hồng Đậu. Hồng Đậu ra ngoài rồi. Cậu tìm cô ấy có việc gì? Thằng bé này đúng là... Tôi tập tới chiêu nào rồi nhỉ? Không vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì. Tôi quét ở đâu? 1380. Cô quét ở đây nhé. Hứa Hồng Đậu, chị hứa sẽ giữ bí mật mà. Chị là đồ lừa đảo. Thank you.
Alo, xin chào. Hứa Hồng Đậu. Ai Diễn gọi điện cho cô hả? Sao nó lại có số của cô? Tôi đang ở trang trại ngựa.